Ok, xin chào mọi người. Chào các cụ. Chào các cụ đã quay trở lại với một vlog của Mr. Vịt. Và ngày hôm nay mình tự quay vlog và mình tự cầm cam, bởi vì đây là một vlog mà mình hoàn toàn không có ý định là quay các bạn ạ. Nhưng mà vô tình mình có cái để quay nên mình nhấc cái điện thoại nhấc cái máy quay lên để mình quay cho bạn coi. Ngày hôm nay thì tôi đang ở trong nhà và tự nhiên tôi nhận được một cái tin nhắn là anh Vịt ơi, xuống lấy quà đi. Đây tôi cho bạn xem tin nhắn này. Đây, tôi đang ngồi thì tôi nhận được một cái tin nhắn là anh Vịt ơi, xuống lấy quà đi, tặng quà thôi mà này, bạn nhìn không? À, tặng quà thôi mà đấy, bạn nhìn thấy chưa? Đấy, anh có ở nhà không, rảnh xuống dưới, em đang đợi ở dưới. Mình kiểu sao ta? Cái đoạn này là sao ta, sao lắc lắc ta? Các bạn biết không, cái tin nhắn đấy là đến từ một nhân vật là tôi không biết là gọi là fan, tôi không biết fan, tôi nó báo tôi gọi là quạ. Có mấy đứa quạ, có một đứa nó tên là Akira, bạn này là nữ, là con gái hay xem livestream của tôi, và bạn này bạn ấy đặc biệt là rất thích chơi cái trò gọi là không hẹn mà vẫn qua. Bà này ấy là ngày trước là bà ấy gọi là tôi cũng không hiểu là bà ấy kiếm đâu ra cái địa chỉ mà nhà tôi đang ở, và bà ấy tôi mới chuyển qua bên khu nơi này thôi, và bà ấy kêu là bạn em ở gần đây, nên mà thành ra là bạn em bảo là anh ở gần đây nên là em phát hiện ra địa chỉ của anh nên em qua luôn. Nên là bà ấy cứ lâu lâu bà ấy qua một lần, mà đặc biệt là cái bà này bà ấy qua là bà sẽ không cần thiết phải xin phép, không có hứa hẹn gì cả, cứ thế là qua thôi. Đón thì đón, không được đón thì tôi đứng ở dưới cửa ở đấy. Đây bây giờ đang tối đấy các bạn ạ, thì tôi bật cái đèn lên, không bạn không nhìn thấy tôi, nhìn mặt tôi trông như con ma. Đây đợi xíu. Ok, đây tôi đang ở trong tầng hầm ở bên Hero Team. Thì bây giờ tôi đang chuẩn bị gọi là ra xem bà ấy đang như nào. Đây tôi sẽ cho các bạn xem cái cảnh gọi là lâu lâu mà tôi gặp fan báo nó sẽ như nào các bạn. Đây các bạn nhìn này, đó. Cái cánh cửa này mở lên là bà ấy chuẩn bị chui ra này. Bà này bà ấy báo lắm. Lâu lâu bà ấy qua, bà ấy cứ nhắn tin là bà ấy qua thôi, khổ quá thôi. Mà bà ấy qua đâu phải một mình đâu. Bà toàn đèo bắt ba đèo qua, sợ vãi mà ba bạn ấy đi kiểu chiều vãi chuối luôn mà cũng vẫn cho qua, đáng sợ thật. Đây để tôi cho bạn xem, bà đâu rồi? Đây bà đây, hôm nay tôi sẽ bưng bà lên vlog của tôi. Đây bạn nhìn không? Đây bà đây, bà là Akira. Bạn nhìn không? Đây bà đây. Rồi có mang khẩu trang không? Không mang khẩu trang hết cú nhá. Hôm nay lộ mà hết cú. Ba đâu? Ba đi xe đỏ hả? Hôm nào bảo cũng chạy qua. Đây này, ba bạn ấy đi xe màu đỏ. Tôi đang phải chào ba bạn ấy một câu này. Bà ấy bảo không phải hôm nào bà cũng qua, nhưng bà ấy cứ thỉnh thoảng bà ấy lại chạy qua. Xong rồi miết mà tôi kiểu tôi ngại vỡ chuối, kiểu ba thì đưa sang, xong rồi bà ấy thì cứ chạy lên đây, bà phi lên như kiểu quen nhở, như kiểu thân không? Có thân không? Có quen không? Không quen. Không biết thành cái chỗ này thành cái nhà trẻ ấy. Ở sao bây giờ mình học cái trò ở đâu mà qua cứ không phải báo hết trơn nữa. Đâu, em báo rồi mà. Ok, nên là hôm nay tôi đang ngồi. Tôi tự nhiên tôi vừa mới gọi là tắm xong trong toilet, thế là tôi chui ra cái tôi thấy tin nhắn em đứng ở dưới này, là bây giờ mình nói chuyện với nhau một cách tử tế như những người lớn đi, là bây giờ là mình không cần thiết là mình phải báo với ai cả, mình cứ thế là mình đi qua đúng không? Thôi ở đây nếu mà ví dụ hôm nay mà tôi không cầm điện thoại, tôi đang họp mà tôi không nghe máy thì sao nào? Không nghe máy thì em về. Không nghe máy thì về, chắc là về không? Không chắc đi chơi tiếp đúng không? Đó, bà này là bà ấy không cần quan tâm là bà ấy gọi là bà ấy có ai có đón không, bà ấy chỉ nhắn tin cho tôi gọi là thông báo là em qua đây, anh đón thôi. Thế tôi lại phải chật và tôi chạy xuống về, chẳng lẽ để bà ngồi ngoài. Rồi hôm nay bà bảo là Vịt ơi xuống nhận quà này. Rồi ok, để tôi xem quà bà ấy là gì nhá. Đây chào bạn, đây là thanh niên Akira. Thôi thấy mặt từ nãy rồi quay đi làm gì, thấy mặt từ nãy rồi thôi, tử tế thì tôi cũng phải nên tiếp người ta các bạn ạ. Bây giờ chẳng lẽ mình không đón người ta thì người ta đứng ở dưới gọi là dưới tận công ty mình rồi, mình không công bố địa chỉ, mình không hẹn hò gì cả mà bà ấy vẫn qua được, thài thật sự luôn, tôi khổ lắm các bạn. Đây mời vô, đây mời bạn, tôi quay luôn một cái vlog nha bạn, tôi quay vlog gọi là báo đến nhà rồi. Hôm nay bà kêu là bà ấy qua bà tặng quà tôi nữa, mà tôi có mượn bà tặng quà đâu, sao kiếm đâu nhiều tiền mà bà lại mang đồ ăn. Khoái, tôi nghi nhà bà này bà bán tạp hóa quá, lại là mua hay là bán tạp hóa? Mua, lấy đâu tiền mà mua lắm thế, xin tiền ba đúng không? Đâu, 50.000 mỗi ngày. 50.000 mỗi, ôi sâu dầu thế, ngày xưa tôi được có 20 rồi sao bà 50 xin nữa? 50.000 rồi sao không ăn sáng mà cứ mua đồ cứ mang qua đây hả? Đâu, tiền ăn sáng thì riêng. Tiền ăn sáng tiền riêng, mỗi ngày 50.000, xong lại còn cả tiền, là tiền 50.000 là tiêu vặt, là 2 ngày là được 100.000 rồi, xong lại còn cả tiền ăn sáng nữa, xong lại ba đèo qua bên này nữa. Anh cái gì đây, what's it? Định nhận em thêm một cái bức khác nhưng mà không có được. Cái gì thế này? What the? Vấn đề là làm sao mà em đi mua được từng cái kẹo này? Đâu, cái này có rất là nhiều. Em mua một cái này người ta cũng bán hả? Đâu, mua ở bên tạp hóa nó bán lẻ mà. Mấy ngàn một cái này? Em để ở nhà một đống. À mẹ ở nhà xong rồi lút của mẹ mang đi tặng à? Đúng rồi. Con người này. Mẹ em không có ăn kẹo ngon. Bà,
nhìn bà ấy này, hôm nào bà ấy mang sang, hôm trước là bà mang sang nước dừa, bà giống như kiểu là như kiểu bà đi làm từ thiện ấy. Bà lần nào bà sang bà cũng đeo một cái ba lô này, xong bà mang một nùi kẹo này, kẹo gì đây, what is it, cái gì đây, à đây là kẹo muối ớt, xong cái gì đây, bốp ba bốp, đây là gương mặt của một thanh niên. Năm nay học lớp mấy rồi? Lớp 6. Tại sao không để tiền mà mua đồ dùng học tập mà suốt ngày mua đồ ăn mà. Không, một đống nhà. Rồi muốn ăn một đống ở nhà. Rồi, đây, hôm bữa là bà đã mang tôi một cái này rồi. Mà hôm nay bà mang một cái tiếp thì cho tôi hỏi là cái này với cái lần trước nó cùng một gói không? Nó cùng một bịch không? Nó khác bịch hả? Khác. Thế tại sao hay mua cái này ăn nhỉ? Thích à? Đâu, nhà nhiều. Nhà nhiều. Rồi ok, đây là kẹo nhá, đây là thạch, rồi cái gì đây, cái này là mua hay sao, đi mua một cái cây này hả, để tặng anh hả, nhưng mà bây giờ anh có đi học nữa đâu mà anh đâu có xài bút đâu. Bà dư tiền quá, bà mua này hết bao nhiêu, không nhớ, mua nhiều không nhớ. Sao bà mua cái gì nữa đây, có hình sầu riêng, à có hình sầu riêng, à ừ con thật, đâu biết đâu là dưa gang sao, à đây đây đâu đây, đây sầu riêng đúng rồi, đây sầu riêng các bạn này, lấy sầu riêng rồi nên không mua được. Sao bà mang cái quyển sổ gì đây? Cái gì đây? What's it? Ai biết cái, à đây là cái chanh hả? Chanh kinh tế. Lúc đầu là định mua cho khác, mà hôm nay tới không kịp đặt cho nên mua cho anh. Cái này là phải tự đính hay là người ta đính sẵn cho rồi? Tự đính. Là tự đính từng cái hạt này một? Đúng. Là đính lên cái con này luôn gì? Đính lên. Rồi bây giờ ngồi ở nhà không học bài, ngồi đính cái này rồi có chịu làm bài không? Bài làm xong hết rồi. Chắc là bà làm hết bài không? Chắc. Học cũng lo học tối ngày nó tao lắm. Học sinh xuất sắc. Xuất sắc chồng, chào. Dạ. Học sinh giỏi xuất sắc. Dạ. Mấy điểm thi? Toán. Toán 10. Em khoe cho anh Dương Lai rồi. Xong rồi em là cái người khoe mà gì ra 9, 10 toán xong văn rồi anh 9 phải mấy đấy hả? Thật luôn. Akira đấy. Đọc lại coi. Văn. Văn 9.5. 9.5 văn. Ừ. 10 toán. 18. Cái này đang quay video nha, xạo là các bạn lớp biết nha. 9.5 văn, 10 toán gì nữa? 10 toán, 10 tin, 10 công nghệ. 10 toán, 10 tin, 10 công nghệ gì nữa? 9.5 khoa học tự nhiên. 9.5 khoa học tự nhiên. 9.8 giáo dục công dân. Thể dục hoàn thành tốt. Hoàn thành tốt đạt đúng không? Âm nhạc. Hoàn thành tốt luôn. Học sinh giỏi xuất sắc. Xuất sắc. Xếp thứ mấy trong lớp? Chưa có hạn mà anh trai. Chưa có hạn nhưng mà nếu mà cái hạng đấy thì nhắm là top mấy? Có được top 1 không? Top 1 là còn gắt hơn nữa. Gắt hơn. Nhưng mà mình cỡ được top 3 không? Chắc tầm đấy. Tôi trầm cảm với bài quá. Thôi bây giờ mang một đống quà này qua xong tặng thôi, ngồi đây chơi hả? Không, đi tặng mấy người khác nữa. Có tặng mấy người khác không? Có. Ok rồi, bây giờ đi tặng mấy khác đi, let's go. Thôi rồi các bạn, bà này bà ấy cứ thỉnh thoảng mà lôi vào qua và báo rồi tôi lại phải dẫn bà ấy đi qua tặng mấy người khác. Tôi sẽ không công khai địa chỉ đâu các bạn. Bởi vì bà này bà ấy ngày xưa là gì ta? Bà ngày trước bà ấy kêu là bà ấy có một cái bạn gần đây đúng không? Có bạn nhà gần đây xong rồi biết là địa chỉ đây xong phi qua đúng không? Có rất nhiều bạn bè rồi. Rất nhiều bạn bè quanh đây hả? Toàn camera chạy bằng cơm đúng không? Đúng. Ok. Đây là phòng của Sim. Hello Sim. Mới qua. Oh. Lại đứng dưới cửa. Không báo, không hẹn. Đứng dưới cửa. Nhắn em đứng dưới cửa này. Sao em hay tạo bất ngờ với em, trời ơi. Sao mày ra luôn đi em, nhận cả lần cho xong đi. Này, bà báo nữa là vẫn bà ấy mà gương mặt thân quen. Ủa, hello em. Rồi. Hello. Trời ơi. Trời ơi. Mẹ này xúc xích. Mẹ này thích, biết mình thích xúc xích. Chị là em nói mà. Trời, cái gì nó thật, con bé nó đùa, nó thật luôn. Em đi vô công ty chị tặng xúc xích. Là có qua like xong rồi canh người ta hỏi người ta là gì nó không mang đến. Đã rồi. Cái này khó. Ủa thật. Trời ơi, tao đang đòi lắm rồi. Sim ơi, Sim. Sợi. Sim. Anh bảo nhà bà này mà bán tạp hóa hay sao? Bà này đâu mà. Ôi. Ôi. À. Trời ơi, tôi thích Kurumi, bà này tặng tôi nó Kurumi không nè. Bà này ngon nè. Ôi, đúng rồi. Trời ơi. Thật sự cũng là màu của Kurumi. Anh hỏi là lấy đâu tiền mà mua. Kêu là mỗi ngày em được 50.000 tiêu vặt, tiền ăn sáng, tiền riêng khác. Giàu không? Giàu không? Tôi mệt. Tôi lớp mệt. Bà nhắn tin em đứng ở dưới cửa này. Đây là lần. Tôi mệt quá bạn, tôi mệt lắm. Làm hướng dẫn viên du lịch mệt lắm bạn.
Rồi bây giờ còn hai thanh niên nữa. Cú Giòn. Giòn ơi, anh nhờ tí Giòn ơi. Ra nhận hàng này em ơi. Làm gì làm ấy? Ok, nhưng mà bạn đến tặng quà, đưa quà đây đưa cho. Cái đang bị viêm xoang, đưa quà đây đưa cho. Rồi, một cái đang bị viêm xoang em ạ. Ở đâu rồi? Tặng nhầm rồi. Nhiều quá, tặng nhầm rồi. Tặng nhầm em. Tặng nhầm. Tặng nhầm sao? Cái nào em? Ba cái nào bà tư lại. Là bà tặng cho tôi, bà tặng lố hả? Bà tặng lố ấy, bà hết quà bà tặng rồi đúng không? Là hết quà rồi. cũng quên tặng cho Sam luôn. Cái này là của Sam à? Tặng lố à? Ờ đâu, cái này là của Sam Full Mini. Ừ. Còn cái này là của Mui. Cái này của Mui đúng không? Ok. Thôi bây giờ lên tặng nốt Mui nhá. Phong Cận giờ đi vắng rồi lên tặng nốt Mui. Bà mang nhiều quà quá mà tặng lố em mà. Bà hết quà để tặng. Mui bé ơi. Mui ơi. Mui ơi. Có bạn tặng quà Mui này. Giờ là qua đây không cần hẹn, không cần nhắn nên nhắn mỗi tin em đứng dưới cửa này. Wow. Sao không cho vào nha. Lần sau lần nên đuổi đóng cửa. Lần sau em mở quà trước cửa. Nhắn mỗi tin em đứng dưới cửa này. Cái bà mà đứng bên tiệm cà phê chờ từ trưa đến chiều á. Mà hôm nay mà ví dụ ngày hôm nay anh chị mà đi quay là toang là hết cứu. Hôm nay anh chị mà đi quay mà không có ở nhà là hết cứu. Thank you em nha. Cảm ơn. Không nghịch nha, cái đá đấy không phải để nghịch nha. Tắt đổi cái đèn nhé, thank you. Xong rồi, giờ là gì? Đi vào phòng báo. Đi vào phòng báo. Bây giờ đi phòng báo bắt bà đợi. Ok bạn, và bây giờ tôi đã dẫn bà đi tặng quà xong rồi. Thì bà kêu là bà ngồi ở đây và bà đã thêm mấy phút nữa xong bà mình về đấy. Ok. Là ý em bảo là anh sẽ ngồi tô màu thôi. Đâu, ý em là mua rồi tặng thêm. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong các video sau. Và hy vọng là video này video cuối cùng mà gặp lại bà ấy. Không bà ấy một tuần bà báo chục ngày chắc tôi chết luôn mọi người. Ok, bye bye. Không đến